nghe ngôi nhạc của mình. Nhưng rõ ràng thì về ý nghĩa của hai nhà thì vẫn luôn đặt tròn. Mới đây, bà Bích Ngọc, mẹ chồng Thanh Hằng đã lần đầu tiên đăng ảnh con dâu và tâm sự về đám cưới của cặp đôi. Hai cháu nhà tôi đây ạ. Chờ mãi mới có ảnh vì nhiếp ảnh gia bận bịu. Bố mẹ cháu và cả nhà cả họ nhà cháu mong chờ ngày vui này sau bao năm. Cảm ơn các bạn Facebook gần xa trân trọng và yêu quý của tôi đã chúc phúc cho hai con chúng tôi những ngày tuyệt vời qua, mẹ nhạc trưởng Trần Nhật Minh chia sẻ. Trước đó, ngay sau đám cưới một ngày, bà Bích Ngọc cũng khoe tin vui và cảm ơn mọi người. Ngoài ra mẹ nhạc trưởng còn cho biết lòng mình vui khôn xiết khi con trai đã có người mà cả hai đứa rất yêu quý nhau cũng là bầu bạn cùng sẻ chia. Vào chiều ngày 24 tháng 10, Thanh Hằng cũng thẳng thắn chia sẻ về mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu. Cô cho biết mình không về làm dâu mà tiếp tục sống ở ngôi nhà hiện tại và vẫn làm tròn hiếu nghĩa với gia đình hai bên. Nhưng mà may mắn thì đều là những người biết và hiểu chuyện, thông cảm với nhau. Cho nên là mọi thứ là không có gì.